khi muốn có can đảm để nhận một việc. Jose chương 1. Chuẩn bị. Mời gọi qua đất hứa. Sau khi tôi trung Đức Chúa là ông Môsê qua đời, Đức Chúa phán với con ông Nun là ông Giô-suê, phụ tá của ông Môsê: Môsê, tôi trung của ta, đã chết. Vậy bây giờ, ngươi hãy trỗi dậy và cùng với tất cả dân này qua sông Giô-đăng mà vào đất ta ban cho chúng, tức là con cái Israel. Mọi nơi bàn chân các ngươi dẫm lên thì ta đã ban cho các ngươi rồi, như ta đã phán với Môsê. Từ sa mạc và dãy Liban kia cho đến sông Cả, nghĩa là sông Euphrates, tất cả xứ người Khét, và cho đến biển lớn phía mặt trời lặn, đó sẽ là lãnh thổ của các ngươi. Mỗi ngày đời ngươi, không ai sẽ đứng vững được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở với ngươi như ta đã ở với Môsê. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Trung tín với lề luật, điều kiện để được Thiên Chúa phù trợ. Mạnh bạo lên, can đảm lên nào, vì chính ngươi sẽ cho dân này chiếm đất ấy làm gia nghiệp, đất mà ta đã thề với cha ông chúng ta là sẽ ban cho chúng. Tuy nhiên, ngươi phải mạnh bạo và rất can đảm để lo thi hành tất cả lề luật mà Môsê tội trung của ta đã truyền dạy ngươi. Đừng đi trệch bên phải bên trái ngoài lề luật để được thành công ở bất cứ nơi nào ngươi đi tới. Chớ gì sách luật này đừng rời khỏi miệng ngươi, và ngươi sẽ suy gẫm sách luật đó ngày đêm để lo thi hành tất cả những gì viết trong đó. Vì như thế ngươi sẽ được thịnh đạt trên đường đời, vì như thế ngươi sẽ thành công. Mạnh bạo lên, can đảm lên, đó chẳng phải là lệnh ta đã truyền cho ngươi sao? Đừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới. Các chi tộc bên kia sông Giô-đăng tiếp tay. Ông Giô-suê truyền lệnh sau đây cho các ký lục trong dân: các anh hãy rảo khắp trại và truyền cho dân. Hãy chuẩn bị lương thực, vì còn 3 ngày nữa anh em sẽ qua sông Giô-đăng kia để vào chiếm đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em cho anh em chiếm hữu. Rồi ông Giô-suê nói với những người trong chi tộc Ru-ven, chi tộc Gát và nửa chi tộc Mơ-na-xe: anh em hãy nhớ điều ông Mô-xê, tội trung của Đức Chúa, đã truyền cho anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, cho anh em được an cư lạc nghiệp khi ban cho anh em đất này. Đàn bà, con trẻ và các đàn vật của anh em sẽ ở lại trong phần đất ông Môsê đã ban cho anh em bên kia sông Giô-đăng. Còn anh em, tất cả các dũng sĩ, hãy vũ trang đầy đủ mà qua trước anh em mình và trợ lực cho họ, cho đến khi Đức Chúa ban cho anh em cũng như anh em của anh em được an cư lạc nghiệp, cho đến khi chính họ cũng chiếm hữu phần đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho họ. Bấy giờ
anh em sẽ trở về phần đất mà anh em đã chiếm hữu. Anh em sẽ chiếm hữu phần đất mà ông Môsê, tòa trung của Đức Chúa, đã ban cho anh em bên kia sông Giô-đăng, phía mặt trời mọc. Họ trả lời ông Môsê: mọi điều Ngài truyền cho chúng tôi làm, chúng tôi sẽ làm. Mỗi nơi Ngài sai chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đi. Chúng tôi đã nghe lời ông Môsê thế nào thì chúng tôi cũng sẽ nghe lời Ngài như vậy. Chỉ cầu mong Đức Chúa, Thiên Chúa của Ngài, ở với Ngài như đã ở với ông Môsê. Kẻ nào chống lại mệnh lệnh của Ngài, không nghe bất cứ lời nào Ngài truyền dạy, thì sẽ phải bị xử tử. Chỉ có điều là Ngài phải mạnh bạo và can đảm. Tạ ơn Chúa.